Xin chào tất cả các bạn, mình Nhấn Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm cận vở bài tập toán 5 bài 20 các trừng số thập phân nha các bạn. Bài 20 tiết 1, bài 1 tính chúng ta có 17,7 trừ đi 5,3, kết quả sẽ bằng 12,4 nha các bạn. Còn 5,39 trừ đi 2,81, kết quả sẽ bằng 2,58. Còn 25,58 trừ đi 9,4 sẽ bằng 16,18 nha các bạn. 6,2 trừ đi 3,05 sẽ bằng 3,15 nha. Bài 2 điền đầu học sờ, chúng ta có 10,45 trừ đi 8,8, kết quả là 7,37 là sai nhá. Câu B, 6,29 trừ đi 4,76, kết quả là 1,53 là đúng nhá. Còn tiếp theo, ta có phép tính 91,5 trừ đi 6,83 bằng 23,2 là sai nhá, bởi vì ở đây người ta đặt sai chỗ của dấu phẩy nha các bạn. Bài 3, vào mùa khô, hồ Tờ Nưng có diện tích là 2,28 km², vào mùa mưa, hồ Tờ Nưng có diện tích là 4 km². Hỏi diện tích hồ Tờ Nưng vào mùa khô ít hơn diện tích hồ Tờ Nưng vào mùa mưa bao nhiêu km². Ta có diện tích hồ Tờ Nưng vào mùa khô ít hơn diện tích hồ Tờ Nưng vào mùa mưa số km² là, ta sẽ lấy 4 trừ đi 2,28 bằng 1,72 km² nha các bạn. Đáp số 1,72 km². Tiếp theo ta có bài 4. Trên mỗi vỏ sò ghi số cân nặng của vỏ sò đó. Tô màu hai vỏ sò có hiệu cân nặng là 8,63 g. Đó là vỏ sò thứ hai cân nặng 24 g nha các bạn. Và vỏ sò 15,37 g. Ta sẽ lấy 24 trừ đi 15,37 bằng 8,63. Đó là hai vỏ sò có cân nặng là 8,63 g nha các bạn. Tiếp theo ta có bài thứ hai, bài 1 ta tính rồi tính. Câu A, 34,19 trừ đi 8,73, ta đã tính như này và kết quả là 25,46 nha các bạn. Tiếp theo ta có 4,1 trừ đi 0,25, kết quả là 3,85 nha các bạn. Còn 30,6 trừ đi 15, kết quả đây sẽ là 15,6 nha các bạn. Còn 2 trừ đi 1,34, kết quả sẽ bằng 0,66. Bài 2, viết số thập phân thích hợp và chỗ chấm. Chúng ta có câu A 5,3. Ở đây sẽ cộng với 13,714 và sẽ bằng 19,014 nha các bạn. Câu B đã có 8,67 cộng với 2,93 sẽ bằng 11,6. Còn 84,87 trừ đi 3,67 sẽ bằng 81,2 nha các bạn. Bài 3 tính bằng cách thực hiện. Chúng ta có kết quả câu A, ta có 31,559 cộng với 18,801 trừ đi 4,559 bằng, ở đây là mở ngoặc, 31,559 trừ đi 4,559 tất cả cộng với 18,801 và bằng 17,18 17. Ta được 27 cộng với 18,801 và bằng 45,801 nha các bạn. Câu B, 19,27 trừ đi 6,73 trừ đi 3,27. Ta có, ở đây chúng ta sẽ nhóm 19,27 và 3,27 được mở ngoặc, 19,27 trừ 3,27 đóng ngoặc trừ đi 6,73 bằng 16 trừ 6,73 và bằng 9,27 nha các bạn. Bài 4, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Ban đầu ở trong bể có hai lớp chất lỏng màu xanh và màu trắng với tổng diện tích tổng thể tích như hình A. Bạn Hiền đổ thêm lớp chất lỏng màu xám được 3 lớp chất lỏng có tổng thể như hình B và cuối cùng bạn ấy tháo nút để xả vừa hết lớp chất lỏng màu trắng đi, còn lại hai lớp chất lỏng màu
tổng thể như hình C nha các bạn. Thể tích của lớp chất lỏng màu xám ở đây sẽ là 2,8 lít và lớp chất lỏng màu xanh sẽ là 3,2 lít nha các bạn. Lớp chất lỏng màu trắng là 2,4 lít nha. Rồi, và video của mình đã hết. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.